Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ ăn một trái ác quỷ mới để review cho anh em và bạn xem hem. Đó chính là Lấp Lấp Nomi. Ở video lần trước thì bạn DuRGamiX nè, bạn ấy đã cho mình trái quỷ này ha. Thì cảm ơn bạn ấy rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn vào nha anh em. Thì trái quỷ đầu tiên mình ăn á, đây là trái mà mình có thể mở cánh cổng đi bất kỳ nơi nào hay không. Thì đầu tiên là mình phải set farm ở cái vị trí mà mình chuẩn bị cần farm. Tại vì á, nếu mà mình farm ở Alabasta thì vẫn được nha. Nhưng mà bây giờ á, thì phải farm hòn đảo khác nào nó dễ hơn một xíu đi các bạn. Đảo tuyết không được, đảo tuyết thì nó khó quá. Mình phải mở cổng đến một cái hòn đảo mà cực kỳ dễ farm hay không. Đảo của Ushot á. Cứ vòng vòng qua hòn đảo bên kia rồi quay về bên đây à. Cooldown thời gian hình như là mình nghĩ là 5 giây á. Đây. Trời ơi, quay về đây. Căng vậy. Không sao, mở cổng một tí là được rồi các bạn. Qua Alon. Độc thiệt. Tiếp. Đây nè. Rồi ok, về đảo này rồi. Mình sẽ ăn trái quỷ này vào để xem có bao nhiêu chiêu thức nha. Rồi ăn vô. Thì các bạn chỉ cần ăn vào một trái quỷ mới thì sẽ loại bỏ đi trái quỷ cũ hem. Mình farm bên đây là ổn rồi. Rồi đây, năng lực trái quỷ Lấp Lấp Nomi. Hiện tại thì hệ thống chiêu thức của trái này ok á. Sao có một chiêu vậy? Căng người ta. Thử rồi. Cư. Có trời đất ơi. Gì có chiêu một vậy? Mình có đang bị nhìn nhầm không vậy các bạn? Trái quỷ có đúng có chiêu một à? Cư. Không sao, test thử luôn các bạn. Mình hiện tại điểm trái quỷ thì cũng khá là ổn không. Test thử luôn. Rồi để mình nhận nhiệm vụ đây đi. Đây farm là ok rồi đâu. Mình thử ra. Mình thả trái tim tình yêu ra. Đó, bị quá đá quất. Trời ngon quá. Trời chết rồi. Quá đá kiểu này toan mình nha. Trái tim tình yêu. Nhân vật này, nhân vật này không có một cái ý nghĩ gì đen tối ở trong đầu các bạn à. Nên là không suy dê gì hết. Rồi đó coi. Dữ ta. Dữ dàng không. Được lắm. Để mình phải canh cho ngay á. Nè chiêu Z không được nè, chiêu X không được nè. Chiêu V thì 50 điểm nhưng mà cần gì lên 50 điểm các bạn. Tại vì hệ thống chiêu nó hiện rõ ràng là chỉ có một chiêu G thôi à. 30 điểm đi vô. Đây. Bắn. Đó. Được 100 điểm anh 5 máu hay không? Bị đông đá. Đúng hơn là quá đá. Quá đá tầm khoảng đâu được như 2 giây vậy bạn à. Đó, chạy trôi. Ok á, à? Mới thấy bị quá đá mà thoát thân được luôn rồi, ghê vậy ta. Thời gian cooldown chiêu như là tầm 7 giây á bạn. Kìa quá đá kìa, quất. Rồi. Bị lỗi, cái trái quỷ thì bị lỗi các bạn. Nếu mà cái con quái di chuyển á. Thì bạn thấy nè, đây nè, cục đá này ha. Bị quá đá mà con quái đứng đây. Coi như là cái trái này nó bị lỗi á. Hãy xem đây. Quá đá. Chết liền, làm sao mà chống cái sức mạnh mình được. Chứ con quái đó lúc nãy mình đánh là gần tiêu tan mây khói rồi. À, hiểu rồi. Cái trái này á, nếu mà trong lúc mà các bạn xài á, mà các bạn bẻ chiêu á, mà bắn chưa hết trái tim á, thì không được. Con quái nó sẽ không bị quá đá ha. Mà bạn sẽ bị ăn hành tím mặt. À, mình có canh cơ hội nè. Vậy là trái quỷ đo với trái lớp lớp Nomi này á
là hai trái quỷ chứ mình nghĩ là cũng nằm trong cái danh sách tội đồ lắm nè. Là những trái quỷ mà cơ bản mà dạng xí đú á các bạn. Bắp bắp á, nhưng mà mình thấy là cái trái Dodonomi thì nó có lợi ích hơn. Là bạn có thể di chuyển từ đảo này đến đảo kia. Còn riêng trái này thì sao, thấy sao sao ở đây nè. Chỉ có như vậy thôi đâu. Để mình thử mình dụ tầm mà hai con quái đến ba con lợi thử mình chơi một lèo thử coi có bị quá đá hết ba con quái hay không ha. Dụ đầu tiên. Con thứ hai ha. Quái thứ ba nè, rồi, ba con được rồi các bạn. À, dính nè, vẫn dính nha các bạn. Vẫn dính, vẫn có thể combat bày được. Trái này thì có kỹ năng gây sát thương. Còn riêng trái đo đo đó là chỉ giúp các bạn di chuyển dễ dàng thôi. Nếu mà các bạn nào mà đã làm chủ được trái đo đo rồi đó, thì thấy trái lớp này mình nghĩ là các bạn đừng nên ăn. Còn các bạn nào mà muốn farm á, mà không muốn di chuyển nữa đó, thì bạn có thể ăn trái lớp này vô farm cơ bản trước đi ha. Cho mình có một chút đam của trái quỷ đi. Rồi từ từ mình kiếm những trái Loja mạnh mẽ hơn mình ăn. Các bạn như Gura hay là Mira gì, Pika gì các kiểu á. Đó. Nhưng mà trái đó thì các bạn kiếm cũng hơi khó nha. Tại vì hiện tại á là cái game này không có server VIP. Mình không biết là tương lai có hay không. Hiện tại mình quay video này là không có server VIP. Mình đã kiểm tra rồi. Và các bạn muốn tìm được trái quỷ á, thì điều đầu tiên là các bạn phải biết được server là bao nhiêu tiếng đồng hồ. Hiện tại bây giờ á, đâu có cái bộ điểm giờ đâu. Nên là admin họ mới bán cái bộ điểm giờ cho các anh em và các bạn xem. Đó, xem được trái quỷ bao giờ xuất hiện. Đấy, cứ nửa tiếng thì các bạn cứ canh nửa tiếng. Nhưng mà mình nghĩ á, nếu mà mua cái game pass bộ điểm giờ đó đó, thà các bạn mua cái game pass tìm trái quỷ luôn đi. Tại vì game pass bộ điểm giờ đó là 500 rubles rồi. Game pass tìm trái quỷ thì 1.400 cho 1.500 đi. Nếu mình mua cái đó thì chỉ đúng vị trí luôn. Chứ mình mua game pass bộ điểm giờ thì có khi mấy bạn khác lại phỏng tay trên trước mình. Nếu mà các bạn muốn có trái quỷ để cho bạn bè của các anh em, thì các bạn có thể đầu tư hoặc là kêu bạn bè của các anh em thì mỗi người hùng một ít vào á. Nếu mà các bạn thích chơi game này nha. Còn mà nếu mà các bạn không muốn trải nghiệm game này, thì các bạn chỉ muốn trải nghiệm vui vui thôi, thì vào thì cũng có rất là nhiều các bạn cũng đi cho trái quỷ á. Cũng giống như là mấy bạn khác cho mình nè, trái lớp lớp. Như là trái đô đô đó. Thì các bạn lấy những trái đó rồi mình đi trải nghiệm em. Ôi chết, tự nhiên nhận làm vũ, trời ơi. Nói chung là tùy vào mấy bạn thôi. Tùy vào ngân sách và tài chính. Và mấy bạn có muốn trải nghiệm game này hay không. Hoặc là các bạn muốn mạnh nhất ở trong game này chính thức á, thì các bạn có thể là mua cái game pass tìm trái quỷ để hỗ trợ tốt cho mấy bạn những trái quỷ đỉnh cao em. Sau này để các bạn mạnh mẽ lên, sau đó là đi bứa những cái bạn mà lúc trước hà hiếp các bạn đấy. Nà. Giờ thì dụ quái lại farm. Dụ được 3 con rồi bạn ơi. Ui cha. Đầu rồi nó cú. Giọng đâu trong ách non của mình á. Chịu gì thấu. Chịu gì nào ý. Đây. Đây lớp này có một chiêu nghe thất vọng dữ người ta. Có khi nào nó ẩn giấu chiêu phía sau cấp level 100 không nhỉ? Nói vậy thôi chứ có là hiện rồi các bạn ơi. Có là hiện chiêu thức lên rồi ha. Hãy xem đây. Lại. Ê chết. Trời ơi. Chuyển sang combat là cứu được mấy cái rồi. Giờ phải chờ chiêu hồi nữa. Đó. Đó. Hoàn thành vụ liền. Cũng ngon lắm chứ. Đây có điểm này ha. Điểm thì có thể là mình nâng một ít vào defense nè. Hoặc là mình nâng defense càng cao càng tốt các bạn. Tại vì sau này các bạn cũng phụ thuộc vào defense cũng khá là nhiều á. Nếu các bạn cứ đập vào defense, trái quỷ thôi là ok rồi. Còn các bạn nào không có trái quỷ mạnh mẽ đó, có thể đập vào defense rồi điểm kiếm. Và defense điểm trên nó. Tùy vào các bạn thích xài kiếm nhiều hơn là xài đấm thường. Chứ mình nghĩ là các bạn thích xài kiếm nhiều hơn. Tại vì kiếm có chiêu. Còn riêng đấm thường thì các bạn thấy đâu có chiêu gì đâu. Ngoại trừ các bạn mua led hay là cái gì của tộc người cá. Hình như là cái gì ta? Karate, đúng là karate người cá mặt mai. Rồi cái gì nữa đây?
Trời ơi, sao trái quỷ đâu nhiều vậy? chết. Mình mới thấy một trái quỷ nữa nè các bạn. Ủa sao hết? Hết xài chiêu được luôn hả? Đó. Vô cú liền. Ngon. Rồi, trái gì nữa đây? Bạn quất queo. Gì đây lạ hả ta? Nữa hả? À, thì ra đây là hình dạng của cái trái Doa Doa Numi nè các bạn. Đây là hình dạng của trái Doa Doa Numi. Nói chung là mình mới lần đầu tiên mình thấy luôn á. Còn video lần trước thì mình tìm cái ảnh của cái game này á các bạn, nên là mới thấy được hình dạng thực của trái Doa Doa Numi. Giờ mình mới thấy luôn nè. Rồi, gửi lời cảm ơn bạn quất rất là nhiều ha. Rồi, để mình nói bạn ấy. Đâu rồi, chạy đâu rồi? Từ, trời. Trái tu ri hèn chi tìm trái quỷ nhanh như vậy. Cái này để mình quay về tân thủ mình cho mấy bạn mà chưa có trái quỷ á các bạn. Trái này để giúp mấy bạn ấy tốt hơn trong cái việc đi farm ha. Nhưng mà điều đầu tiên là mình đừng có chết cái đã. Để mình farm xong cái nhiệm vụ này cái. Rồi còn một con nữa. Cái lớp chỉ có vậy thôi. Chỉ bắn trái chim nhẹ vậy thôi các bạn. Nó quá đá mình lại mình tém. Mình tém đủ rồi cái mình giạt ra liền. Bu bu vô cho bị bứa cái đầu ghẻ chóc không ha. Đó. Rồi xong. Có cấp. Rồi gửi lời cảm ơn bạn quất queo rất là nhiều không. Bạn này chắc mình... À, bạn này bạn quất nè. Chắc có trái quỷ rồi. Rồi, video ngày hôm nay thì mình đã cho anh em và các bạn chứng kiến sức mạnh tận mắt của trái quỷ lớp lớp nha em. Thì hiện tại là mình chỉ thấy hai trái quỷ nè. Là trái Doa Doa Numi với trái lớp lớp Numi. Hai trái này thì có một chiêu duy nhất là chiêu C. Nên là nếu mà anh em nào mà được các bạn cũng như là bạn bè của anh em á, cho trái quỷ, một là trái lớp, và hai là trái Doa Doa, thì mình nghĩ nếu mà các bạn muốn đi đảo này sang đảo khác thì ăn trái Doa Doa. Còn các bạn muốn farm á thì bạn có thể là ăn trái lớp em. Nói chung là tùy vào. Còn mà nếu mà các bạn bè gì của các anh em á cho những trái quỷ mà đỉnh cao hơn, chẳng hạn như Pika hay là Tori gì các kiểu á, thì ngon quá rồi. Đó là mình không nói em. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong video review trái quỷ lớp lớp cho các bạn xem. Thì nếu các bạn nào mà đang ăn những trái quỷ đỉnh cao á, thấy trái quỷ này cũng có thể dạt ra ha, và chọn lựa những trái quỷ khác tốt hơn để các bạn ăn và trải nghiệm. Video đến đây thì cũng gửi lời cảm ơn bạn quất queo rất là nhiều. Và gửi lời cảm ơn rất nhiều anh em đã bỏ thời gian quý báu vàng bạc của các anh em ra để theo dõi video. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye anh em và các bạn nha.